nữ chính vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân vừa mới xuyên không. Tất nhiên là cô không thể nhận ra nha hoàn trước mặt này là ai. Tiểu Vân cảm thấy lo lắng, nếu Vương Phi mà phát ngốc thì coi như xong, đời này đừng mơ được tranh sủng. Nữ chính vội an ủi, bảo rằng bản thân chỉ bị mất trí nhớ mà thôi. Hỏi ra mới biết Vương gia bỏ mặc Vương Phi của mình vì cho rằng xấu xí. Nguyên chủ vì không thể chấp nhận nên đã uống thuốc độc tự sát. Nữ chính bất bình đứng dậy nói, câu chuyện chó má chết tiệt gì thế này. Tiểu Vân vội bịt miệng Thẩm Thanh Ninh lại, làm Vương Phi không nên chửi tục. Bất ngờ một nha hoàn đến thông báo, Vương gia mời Vương Phi xuất hiện chứng kiến lễ nạp thiếp. Thẩm Thanh Ninh chửi luôn, bị ngu người à, chê con người ta xấu cho đã đời giờ lại kêu ra ngoài. Tiểu Vân vội nhắc nhở, Đồng Ngọc mờ đó ngoài mặt tỏ vẻ yếu đuối đang thương, thế nhưng luôn tìm cách để bắt nạt Vương Phi. Bất ngờ một bảng nhiệm vụ xuất hiện, yêu cầu nữ chính phải ra ngoài phá hoại sự hòa hợp viên mãn của cặp đôi cẩu nam nữ. Thẩm Thanh Ninh nghĩ rằng không có thông báo hình phạt, thế nên cô nàng quyết định không làm nhiệm vụ. Chỉ là đang lúc muốn ngủ trưa thì bất ngờ cảnh báo vang lên, ký chủ từ chối nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ sau 10 giây. Cô nàng không còn cách nào khác, đành phải thực hiện nhiệm vụ. Lúc Thẩm Thanh Ninh xuất hiện khiến cho những người xung quanh chú ý. Sở Cảnh Thần vội xông tới chất vấn, ai cho phép cô ấy đến đây? Nữ chính cũng bật lại, ngươi là ai, có tư cách gì mà to tiếng nạt nộ? Tiểu Vân vội thì thầm nhắc khéo, người trước mặt chính là Vương gia. Nữ chính có chút phàn nàn, tại sao xuyên không lại không có tặng kèm ký ức, làm xấu hổ phải biết. Sở Cảnh Thần không tin rằng Vương Phi đã mất trí nhớ, hắn cảnh cáo cô nàng cút nhanh nhất có thể chớ mà làm phiền lễ thành hôn của bọn họ. Nữ chính tức rồi đấy, dám chọc đến chị thì sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Thẩm Thanh Ninh chất vấn, chẳng phải ngươi cho người tìm ta hay sao, giờ lại bắt đầu nói nhảm, muốn tự vả mặt bản thân luôn đấy hả? Tất nhiên là Sở Cảnh Thần không hề cho gọi cô nàng, đây rõ ràng là chiêu trò của cặp đôi chủ tớ trà xanh. Đồng Ngọc mờ giả vờ yếu đuối khuyên can, cô em tự dán mác người tốt lên bản thân. Thẩm Thanh Ninh cười nhạo, phải biết rằng cô ấy mới chính là Vương Phi, theo luật thì đám thê thiếp phải dâng trà. Sở Cảnh Thần bắt đầu bênh vực cho trà xanh, hắn cũng tự dán mác cho bản thân là người bị hại, bị ép gả vào mối hôn sự không mong muốn với Thẩm Thanh Ninh. Nữ chính nào có quan tâm, cô yêu cầu phải chơi đúng luật, làm thiếp thì phải dâng trà. Sở Cảnh Thần hùng hổ dọa người, đòi bắt đòi trói các kiểu. Thẩm Thanh Ninh bình tĩnh tự tin nhắc nhở, nếu Đồng Ngọc Mờ không dâng trà thì chỉ có thể mang danh phận nha hoàn trong phủ mà thôi. Đồng Ngọc Mờ khôn khéo giả bộ nhún nhường, lại tự dán thêm thẻ đáng thương lên người. Nữ chính nào quan tâm đôi cẩu nam nữ nói lời thâm tình, cô muốn làm Vương Phi bá đạo xông thẳng về phía trước. Tới màn dâng trà trong truyền thuyết, Thẩm Thanh Ninh dùng cái mông cũng đoán được trà xanh sắp ra chiêu ngã sấp mặt. Thế là cô nàng tương kế tự kế mà gặp chiêu phá chiêu, khiến cho gã Vương gia phải lau mắt mà nhìn. Nữ chính khôn khéo mà nói móc họng trà xanh, đồng thời cố tình bỏ thuốc sổ vào trong chén trà, còn giả vờ tốt bụng muốn mời em gái uống để giải nhiệt. Đám đông bắt đầu tỏ ra có chút thiện cảm với Vương Phi. Buổi tối đang lúc chờ đợi được xếp hình, Đồng Ngọc Mờ bỗng cảm thấy bụng sôi lên liên tục. Thế là cô em phải chạy đi tìm nhà xí tới tận nửa đêm. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, nữ chính nhận được 100 điểm tích lũy đầu tiên. Ngay lập tức Thẩm Thanh Ninh yêu cầu đổi lấy thuốc trị tàn nhang, giá là 30 điểm tích lũy. Viên thuốc quả thật rất thần kỳ, vừa uống vào đã đẹp ngay lập tức. Hệ thống lại vang lên nhiệm vụ tiếp theo, đó là đêm nay phải qua đêm ở phòng của Sở Cảnh Thần. Nữ chính chửi luôn cái hệ thống ngáo đá, đúng là điên hết thuốc chữa. Hệ thống không nói nhiều mà ra lời cảnh báo, nếu từ chối nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ. Nhưng nếu cô em tích lũy được 10 vạn điểm thì có cơ hội xuyên không trở về trái đất. Cô nàng nghe xong mà sáng mắt, đồng ý chơi luôn. Thế là Thẩm Thanh Ninh lén lút lần mò tới phòng của Vương gia, nghĩ rằng đối phương chắc hẳn đang ngủ ngon. Chỉ là khi mới tiến vào chưa kịp làm gì thì Sở Cảnh Thần thức dậy, tất nhiên hắn ta trở nên cảnh giác với hành động lén lút của cô em. Nữ chính đành lấy lý do chăn mền của cô ấy quá mỏng nên thấy lạnh, muốn qua đây kiếm cái chăn ấy mà. Tất nhiên cái cớ này quá lồi lõm, ai mà tin, Vương gia cũng không chấp, đứng dậy muốn gọi nha hoàn mang thêm chăn cho Vương Phi. Nữ chính vội nhanh chân cản lại, nói cái gì mà nha hoàn cũng là người, nửa đêm gọi con người ta dậy là không được đạo đức cho lắm. Chốt lại là bọn họ nên đắp cùng một cái chăn mới đúng nhân nghĩa. Tất nhiên Vương gia không cho phép cô em leo lên giường. Cô nàng lại lấy cớ, nói cái gì mà rất sợ ma không dám ngủ một mình, xin được ở lại đây một đêm. Vương gia tất nhiên không tin lời nhảm nhí của cô em rồi, hắn bắt nữ chính phải nói ra mục đích. Thẩm Thanh Ninh thầm nghĩ đây là ngươi ép ta đấy nhé, thế là cô nàng giả vờ nũng nịu sợ ma. Tiếp đó dùng điểm tích lũy đổi ra một cây gậy, tất nhiên là để đập đầu Vương gia như đập đầu cá lóc rồi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn nào cũng đâu có quan trọng hi hi. Nữ chính nhà ta rất an tâm mà ngủ ngon. Tội nghiệp cô em trà xanh, bụng thì đang đau âm ỉ mà con nha hoàn nó báo tin rất báo, Vương Phi và Vương gia đêm nay ngủ chung.
Đồng Ngọc Mờ ngay lập tức thì thầm với Hỷ Nhi để lên kế hoạch trả thù. Sáng sớm Vương gia sau khi tỉnh lại, hắn thẳng chân đạp Vương Phi văng xuống đất luôn. Sở Cảnh Thần lúc này mới chợt nhớ tới vụ bị đập đầu tối qua, hắn ta liền đe dọa, tấn công Vương gia là trọng tội, thậm chí cả gia tộc của cô em cũng sẽ bị trừng phạt. Thẩm Thanh Ninh chưa từng nghĩ tới chuyện này, thế là cô em đóng vai trà xanh mà khóc lóc ỉ ôi bốc mùi trà xanh rất nồng. Gã Vương gia này vẫn còn tốt tính, hắn ta chỉ cứng miệng thôi chứ không có ý trả thù. Hơn nữa Sở Cảnh Thần cũng nhận ra tính cách của Vương Phi thay đổi một cách đáng ngờ. Thẩm Thanh Ninh mặc kệ hắn ta nghĩ gì, làm xong nhiệm vụ thì đánh bài chuồn. Bất ngờ Đồng Ngọc Mờ cũng xông vào nhìn thấy hai người. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 50 điểm tích lũy. Đồng Ngọc Mờ ra dấu cho nha hoàn mang canh súp gà tiến vào. Tất nhiên cô nàng muốn ăn miếng trả miếng, lần này cô ta chơi xuân dược, muốn hại Vương Phi thân bại danh liệt. Thẩm Thanh Ninh tất nhiên biết chén canh này có vấn đề, cô nàng lấy cớ là sáng sớm không có khẩu vị để ăn. Hỷ Nhi bên cạnh liền rèm pha, muốn chụp mũ Vương Phi đang xem thường tiểu thư của mình. Nữ chính tức giận nạt nộ cô em nha hoàn lại dám láo toét chỉ trích Vương Phi. Vương gia vội xông tới nói đỡ, tất nhiên hắn ta cố ý trách tội Vương Phi, đồng thời ám chỉ đêm qua hai người bọn họ chưa từng xếp hình. Nữ chính nhà ta cũng khó chịu bật lại, còn dám chửi Vương gia là đồ óc bò. Sở Cảnh Thần cũng trợn tròn mắt với thái độ láo lều này của nữ chính. Thẩm Thanh Ninh thách thức, có giỏi thì đánh đi, đàn ông đánh phụ nữ là rác rưởi. Đồng Ngọc Mờ giả vờ yếu đuối muốn chen miệng vào khuyên ngăn. Kết quả bị hai người nạt cho câm miệng, người ta đang cãi nhau mà thích chen vào. Đồng Ngọc Mờ quê sẽ muốn đi về, Vương gia thì ngu ngốc bảo rằng cô ta không uống thì ta uống. Nữ chính cười mỉm một cách vui vẻ. Nhìn thấy gã Vương gia ngu ngốc gắn thẻ người tốt cho trà xanh, nữ chính nở nụ cười chế nhạo. Đồng Ngọc Mờ lúc này cũng vô cùng bối rối, cô vội ra lệnh cho Hỷ Nhi mau chóng nấu canh giải dược, tránh để Vương Phi lợi dụng xếp hình. Vương gia đang chỉ trích cô em có hành động gian trá xảo quyệt. Nữ chính đập bàn chất vấn hỏi hắn ta đã mất sợi lông nào chưa mà thích tỏ vẻ. Vương gia tức giận với thái độ không tôn trọng phu quân của cô em. Nữ chính cười khinh thường nói, trước sau gì cũng ly dị, cần phải bày đặt ra vẻ hòa hợp làm gì. Vương gia ra lệnh đuổi khách, không cho phép cô em vào đây nữa. Thẩm Thanh Ninh cũng trừng mắt bảo rằng không ai rảnh tới đây đâu, sau này ai vào sân của đối phương thì là chó. Bất ngờ hệ thống hiện lên nhiệm vụ, trong vòng 5 phút phải hôn Vương gia cái chuột, sẽ có phần thưởng tăng gấp 10 lần điểm tích lũy. Nữ chính nhìn thấy con số 1.100 điểm liền hai mắt tỏa sáng, thề rằng dù phải trói tên Vương gia lại cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vừa thấy cô em xuất hiện, Vương gia chất vấn hỏi cô nàng không sợ làm chó à. Nữ chính cũng nhục lắm chứ, nhưng vì điểm tích lũy đành phải dẹp mấy cái chuyện mặt mũi qua một bên. Cô nàng bắt đầu vai diễn bốc mùi trà xanh của mình, nói chuyện thật sự rất buồn nôn. Cái gì mà tình yêu khiến cho con người ta mất kiểm soát, sở dĩ lúc nãy chửi Vương gia là bởi vì ghen tị mà thôi. Cô nàng lân la tiếp cận rất nhiệt tình, hệ thống thông báo sắp hết giờ, nữ chính đành phải vội tấn công. Tiếc là Sở Cảnh Thần đã có đề phòng, thế là đẩy cô em văng ra xa. Thời gian đếm ngược quá gấp, Thẩm Thanh Ninh vội đuổi theo cho bằng được. May mắn là gã Vương gia này vừa lúc thấm xuân dược, thế là hắn ta đè cô em xuống rồi hôn lấy hôn để. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô nàng đoán rằng là do canh súp gà lúc sáng. May mắn là Đồng Ngọc Mờ kịp thời xông vào, nhờ vậy mới có thể kéo được Vương gia đang bốc dục hỏa ra ngoài. Đồng Ngọc Mờ vội đưa bát canh giải dược cho Vương gia uống. Thẩm Thanh Ninh cũng chớp lấy thời cơ mà giật chén canh, giả bộ ngửi ngửi như thật rồi phán định Đồng Ngọc Mờ đã bỏ xuân dược vào bát canh trước đây. Vương gia tất nhiên cũng đã đoán ra được, thế nhưng hắn ta không có ý định truy cứu tiếp. Đồng Ngọc Mờ cũng bị mất điểm trước mặt Vương gia, cô em tức giận mà nắm chặt bàn tay. Thẩm Thanh Ninh cũng không có ý định bỏ qua, cô xoáy sâu vào âm mưu lúc sáng, nếu như người uống xuân dược là cô ấy, sau đó bị hãm hại mà thân bại danh liệt, liệu hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào? Sở Cảnh Thần nghe xong tất nhiên là hiểu, hắn ta cũng cảm thấy sai sai, hứa rằng sẽ dạy dỗ Đồng Ngọc Mờ của hắn ta. Bất ngờ một tên sát thủ xuất hiện một cách man dợ, Vương gia không chút do dự mà đứng ra bảo vệ Vương Phi. Bởi vì quá bất ngờ nên Vương gia đã bị vài vết thương trên người. Đang lúc hai bên giằng co, nữ chính nhanh trí đặt mua một chai axit sulfuric đậm đặc 98%. Tội nghiệp tên sát thủ, kiếp này xem như mù và biến dị thành quái vật luôn. Đám hộ vệ bên ngoài lúc này đã kịp thời có mặt, còn gã sát thủ đã quyết định tự sát. Vương gia sau đó vì trọng thương mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Thẩm Thanh Ninh vội đến kiểm tra, hóa ra là trên kiếm sát thủ có độc, giờ mà gọi thái y cũng không kịp. Thế cho nên nữ chính quyết định ra tay nghĩa hiệp mà dùng điểm tích lũy để đổi thuốc giải. Cuối cùng Sở Cảnh Thần đã tỉnh lại, hắn cũng rất lịch sự cảm ơn cô nàng đã cứu hắn. Chỉ là Vương gia bất chợt chất vấn cái thứ dung dịch mà cô em ném ra là gì. Nữ chính buộc miệng nói rằng nó là axit sulfuric.
Vương ra đầu ba dấu chấm hỏi thật sự, hắn ta chất vấn cô em lấy thứ nguy hiểm đó từ đâu ra. Bất ngờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ giải cứu Vương gia đã hoàn thành, thưởng 500 điểm. Thẩm Thanh Ninh chắp tay cười nói, tôi yêu hệ thống. Sở Cảnh Thần nghe vậy liền nghi ngờ, thế là đè cô em hỏi cho ra nhẽ để hỏi rốt cuộc thì cô em vừa mới nói gì. Vừa khéo là Đồng Ngọc Mờ xuất hiện, thế nên câu chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Hóa ra mục đích Trà Xanh đến đây là để trục mũ Vương Phi. Hộ vệ Triệu Nguyên lấy ra chiếc ngọc bội được tìm thấy trên người sát thủ. Và chủ sở hữu của ngọc bội chính là Vương Phi, nữ chính tỏ vẻ mình có biết gì đâu. Thẩm Thanh Ninh chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ xung quanh. Đồng Ngọc Mờ bắt đầu gièm pha thuyết âm mưu kinh khủng khiếp. Nói cái gì mà Vương Phi vì ghen tức sinh hận, muốn thuê sát thủ giết Vương gia trả thù. Nữ chính tỏ ra tức giận vì bị trục cái tội quá nặng, cô em hỏi rằng chắc gì ngọc bội đó là thật. Thế nhưng Vương gia khẳng định ngọc bội là thật vì nó là độc nhất vô nhị dành cho người hoàng tộc. Nữ chính tất nhiên cãi cùn, bởi vì nếu cô ấy muốn giết Vương gia thì cần gì phải cứu. Bất ngờ Sở Cảnh Thần hộc máu tươi, tất nhiên Thẩm Thanh Ninh trở thành đối tượng nghi ngờ lớn nhất. Hệ thống lại ra nhiệm vụ mới, phải chữa trị cho Vương gia nếu không sẽ bị trừ 300 điểm. Nữ chính cố gắng thuyết phục Vương gia, bảo rằng cô ấy có thể trị hết bệnh. Đồng Ngọc Mờ vội xông vào gây cản trở. Thẩm Thanh Ninh không còn cách nào khác đành phải tự vạch cổ tay, sau đó thì biểu diễn khả năng cầm máu của mình. Vương gia quả thật đồng ý tin tưởng cô em lần cuối, Thẩm Thanh Ninh cũng tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc cô nàng nghi ngờ có thứ gì đó kích động máu huyết của Vương gia. Ngay lập tức hành động mờ ám của Đồng Ngọc Mờ bị phát hiện. Quả nhiên trên người cô ta có chứa một túi thơm dược thảo, thứ này có thể khiến cho người mới bị trúng độc tái tổn thương nghiêm trọng. Tất nhiên cô em Trà Xanh cũng rất biết cách tìm cớ, bảo rằng không biết túi thơm đó lại có tác hại như vậy. Sở Cảnh Thần không muốn nghe thêm nữa mà yêu cầu tất cả giải tán, hắn ta cũng cảnh cáo Đồng Ngọc Mờ về phòng đóng cửa suy nghĩ. Cơ mà gã Vương gia lúc này cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì đã nghi ngờ Vương Phi. Cô nàng giả vờ lạnh lùng muốn nói lời chia tay, chứ thực ra cô em vội đánh bài chuồn mà thôi. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Ninh cười mỉm mỉm vì đắc thắng. Tiểu Vân mang theo bát thuốc mới nấu, bảo rằng thứ này dùng để trị tàn nhan cho Vương Phi. Nữ chính thử nếm kiểm tra, quả nhiên bên trong có độc, đó chính là lý do tại sao nguyên chủ không thể nào khôi phục dung mạo. Cô nàng cũng quyết định sớm tìm cách rời khỏi Vương Phủ. Một lúc sau nữ chính nhận ra trong son môi cũng có độc. Cô nàng vội truy vấn Tiểu Vân về chất độc mà cô đã uống để tự sát. Tiểu Vân lắc đầu bảo rằng không tìm thấy gì cả. Bất ngờ ngoài cửa vang lên tiếng của Vương gia, nữ chính vội đánh phấn lên mặt để ngụy trang. Sở Cảnh Thần vội xông vào kiểm tra thì thấy mặt cô em nó kỳ kỳ sao ấy. Nữ chính giải thích rằng muốn che khuyết điểm nhưng hơi mạnh tay ấy mà. Thật ra gã Vương gia hôm nay tới thăm là muốn tặng ít bánh, đồng thời chính thức xin lỗi vì đã nghi ngờ cô ấy. Nữ chính kiểu sao cũng được, cô nàng còn tính nhắc khéo vụ thách đố lần trước, ai vào sân của đối phương thì là chó, nhưng có vẻ nói ra lúc này thì kỳ quá nên cô em đành buông tha. Bất ngờ hệ thống vang lên nhiệm vụ, chữa trị đôi chân của đại ca Thẩm Tương Di. Thế là nữ chính vội chặn Vương gia, yêu cầu ngày mai được trở về phủ thừa tướng. Sở Cảnh Thần cũng không từ chối, bảo rằng ngày mai hắn ta cũng sẽ đi theo. Thế là hai người theo phép xã giao mà ngồi xuống ăn bánh, chỉ là phong cách cầm ăn của cô nàng thật mất vệ sinh. Sáng hôm sau Đồng Ngọc Mờ cũng tìm cớ để đòi đi theo. Chị dâu Triệu Nguyệt Nhan xuất hiện chào đón mọi người, chỉ là cô ta tỏ ra nghi ngờ khi nữ chính tuyên bố biết y thuật. Thấy đối phương cứ do dự, Vương gia đứng ra bảo đảm chuyện này là thật. Bất ngờ cô em họ Thẩm Vạn xuất hiện cản trở, cô ta chế giễu y thuật nửa mùa của Thẩm Thanh Ninh, đồng thời giới thiệu đại phu Hạ Lan nổi tiếng gần xa. Gã đại phu này tính ra cũng có tài, thế nhưng ông ta cũng không nắm chắc sẽ thành công trị được đôi chân. Thẩm Thanh Ninh vội tuyên bố mình có thể trị tận gốc. Tất nhiên Hạ Lan tỏ ra khinh thường, thời này có rất nhiều cô em thích bốc phét. Vương gia nghe xong muốn nổi nóng, nữ chính vội ngăn cản lại không chấp, ngược lại ra lời thách đố với Hạ Lan. Thẩm Thanh Ninh cố thuyết phục đại ca hãy tin tưởng ở mình. Sau đó cô em lấy cớ đuổi tất cả mọi người rời đi. Tại sao phải làm vậy? Tất nhiên cô em muốn dùng hệ thống để bật hack rồi. Quả nhiên chơi game mà bật hack là sướng nhất, mọi người sau đó kiểm tra thì phát hiện quả nhiên Thẩm Tương Di đã khỏi bệnh. Đại phu Hạ Lan quả thật khó mà tin được, làm gì có chuyện chữa bệnh trong vòng 1 phút 30 giây giây, vô lý éo thể tin được. Thẩm Thanh Ninh được cơ hội mà nói phét, làm nhảm cái gì mà chữa trị không xâm lấn, đúng là mồm nói điêu nhưng quên chữ ngượng. Tội nghiệp đại phu Hạ Lan, nghe chẳng hiểu gì cả, thế nhưng ông ta cũng chấp nhận thua cuộc. Người khó chịu nhất lúc này chính là Thẩm Vạn, Đồng Ngọc Mờ chớp lấy thời cơ mà tạo dựng liên minh Trà Xanh, muốn mượn tay Thẩm Vạn để loại trừ Vương Phi. Nửa đêm Thẩm Thanh Ninh hẹn đại phu ra hỏi thăm, mục đích là muốn biết chất độc trong son môi là gì. Theo lời đại phu thì thứ này gọi là vi liệt tâm,
đồng thời ông ta còn thông tin thêm nó chỉ được bán ở sòng bạc Tây Thành. Sáng sớm, Thẩm Thanh Ninh giả nam trang đến sòng bạc để kiểm tra. Cô em bỏ ra một đống tiền nhưng chẳng mua được tin tức gì, lão bản chỉ tiết lộ rằng người mua thuốc độc chính là đàn ông. Lão bản tiến vào báo cáo cho chủ nhân, bảo rằng bọn họ đã thông báo cho Sở Vương, kế hoạch ám sát sẽ sớm được áp dụng. Quả nhiên khi nữ chính ra khỏi cửa thì chạm mặt Sở Cảnh Thần. Hai người vừa thấy nhau liền cãi vã về điều luật 24, quyền tự do của công dân ở dị giới. Bất ngờ đám sát thủ xuất hiện bao vây, chỉ là lần ám sát này quá mơ hồ nên chẳng mấy chốc bị dọn dẹp. Theo như lời của Vương gia, hắn ta nhận được tin từ thất hoàng tử Sở Hằng nhìn thấy Vương Phi đến sòng bạc. Vì để tránh bị sát thủ chặn giết dọc đường, bọn họ quyết định thuê nhà trọ gần đó. Nữ chính chợt phát hiện mình rơi vào tiểu thuyết kinh điển, nhà trọ thế quái nào chỉ còn đúng lại một phòng. Cô em quyết định ngủ trên sàn, thế nhưng không quên cà khịa để dụ dỗ Vương gia nhường cho mình chiếc giường. Ý của Sở Cảnh Thần là tại sao cả hai không ngủ cùng giường như lần trước. Nữ chính tuyệt đối từ chối, bởi vì đêm nay không có nhiệm vụ, thế nên cô em đâu có ngu mà ngủ chung. Còn nhếch môi khinh thường, chị đây không thèm. Ai mà ngờ vừa mới dứt lời thì cầu hệ thống phát nhiệm vụ, yêu cầu cô em ngủ trên giường. Nữ chính đành phải bật chế độ trà xanh, cười bẽn lẽn như cô em hàng xóm vậy, hi hi. Giọng nói thì dịu dàng nhẹ nhàng, lấy cớ là bị đau cổ gáy, cô em chơi lưu manh mà leo lên giường ngay và luôn. Gã Vương gia quả thật khó mà hiểu nỗi trong đầu cô em này đang nghĩ gì. Cơ mà Vương Phi nhà ta thế ngủ rất lóc chóc, cứ cựa quậy không chịu yên. Gã Vương gia cũng đành chịu, thôi thì ôm cô em cho nó lành. Hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, hóa ra Thẩm Thanh Ninh nãy giờ đang giả vờ để làm nhiệm vụ mà thôi. Gã Vương gia bỗng dưng thấy ác mộng mà choàng tỉnh rồi bóp cổ Vương Phi. Nữ chính vỗ về an ủi giúp cho hắn ta bình tĩnh trở lại. Triệu Nguyên từ bên ngoài thông báo hoàng đế triệu kiến Vương gia lúc nửa đêm. Sở Cảnh Thần khuyên can hoàng thượng là không nên tăng thuế, điều đó sẽ đánh mất lòng dân. Hoàng thượng tỏ ra tức giận, ông ta yêu cầu Sở Vương giao lại chức vị hộ bộ cho nhị hoàng tử. Vương gia cũng không ngu, liền nhận ra hoàng đế cố tình kiếm cớ để tước đoạt quyền lực của hắn nhường lại cho Sở Lăng. Sở Cảnh Thần có chút khổ sở khi bị bỏ rơi, hắn không nhìn thấy Vương Phi đâu nữa, đoán rằng trên đời này cũng chẳng ai muốn đợi hắn. Bất ngờ Thẩm Thanh Ninh gọi hắn từ phía sau, Vương gia bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Nữ chính giải thích chuyện hôm qua, cô thể rằng việc mình đến sòng bạc là vì chuyện chính đáng. Tất nhiên gã Vương gia lúc này không hề nghi ngờ lời nói của cô em. Hệ thống thông báo nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, thưởng cho cô em 200 điểm. Lúc hai người trở về đã nhìn thấy Đồng Ngọc Mờ đứng đón, cô ta thông báo phủ thừa tướng đã mời Vương gia và Vương Phi đến dự tiệc. Đồng Ngọc Mờ bảo rằng cũng sẽ tham gia vì được Thẩm Vạn mời. Nữ chính tỏ ra khó chịu, từ khi nào mà trà xanh đã biết kết minh với nhau. Thẩm Thanh Ninh căn dặn Tiểu Vân làm giúp mình một số chuyện, cô muốn xem đám trà xanh muốn giở trò gì vào ngày mai. Quả nhiên ngày hôm sau Thẩm Vạn bày đặt chiêu trò, cô em muốn cướp công đã giúp đại ca chữa lành đôi chân. Vương gia tỏ ra tức giận, thế nhưng nữ chính không quan tâm mấy cái danh hão phù phiếm đó. Hai cô em trà xanh tiếp đó ra dấu khởi động kế hoạch hãm hại. Thẩm Vạn đầu tiên là muốn biểu diễn vũ điệu làng lá, sau đó thì cố tình vấp ngã trẹo chân. Mục đích là muốn khích tướng buộc Thẩm Thanh Ninh đến chữa trị. Sở Cảnh Thần khuyên Vương Phi của mình chớ có dính bẫy. Nữ chính cũng đã tính trước, cô nàng bảo rằng mấy chuyện chữa bệnh này nên gọi chuyên gia. Thế là Thẩm Thanh Ninh cho mời gọi đại phu Hạ Lan xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lão đại phu chỉ cần kiểm tra một chút liền phát hiện Thẩm Vân chỉ đang giả vờ giả vịt, lão ta bảo rằng không nghiêm trọng. Đám quan khách xì xầm khen ngợi Hạ Lan tài giỏi đã trị dứt điểm tật chân của Thẩm Tương Di. Thế như lão đại phu này rất có đạo đức nghề nghiệp, ông tuyên bố người đã chữa trị cho Thẩm Tương Di chính là Vương Phi. Thẩm Vạn thấy khó chịu liền muốn gây sự, cô ta nói khích muốn Thẩm Thanh Ninh nhảy một vũ điệu để xấu mặt. Nhị hoàng tử cũng vội đứng ra hối thúc, hắn ta rõ ràng cố tình gây sự với Sở Vương. Vương gia tỏ rõ không cần phải nhận khiêu khích, hắn ta sẽ bảo vệ cô ấy. Thế nhưng nữ chính quyết định muốn biểu diễn để vả mặt bọn họ. Vừa khéo hệ thống thông báo nhiệm vụ, cởi bỏ lớp ngụy trang để vả mặt đám trà xanh. Thẩm Thanh Ninh không muốn kẻ thù biết mình đã khỏi bệnh, thế là cô em chưa lách luật mà đeo khẩu trang để biểu diễn. Mặc dù nhảy không được đẹp cho lắm, nhưng ít nhất vẫn xem như ổn áp. Đồng Ngọc Mờ vô cùng ghen tị, cô ta muốn nhân cơ hội mà làm xấu mặt Vương Phi. Ai mà ngờ lại vạch trần ra gương mặt vô cùng hoàn hảo không vết tàn nhang. Hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, tặng luôn 500 điểm. Vương gia vội tiến lên để giúp đỡ, hắn ta lấy cớ để dẫn Vương Phi về nhà. Đồng Ngọc Mờ vẫn rất cay vụ lúc sáng mà trút giận lên mấy bé hoa. Vương gia xuất hiện cảnh cáo cô em trà xanh, biểu hiện gần đây của cô ta rõ ràng là đi quá xa, hắn ta cảnh cáo cô em chớ có mà tái phạm lần nữa. Đồng Ngọc Mờ mượn cơ hội mà gièm pha việc Vương Phi giả vờ xấu xí, mục đích là muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Vương gia bảo rằng chuyện này không tới lượt cô ta lo.
Mặc dù nói thế, hắn ta quả thật có chút tức giận mà xông vào phòng Thẩm Thanh Ninh. Sở Cảnh Thần chất vấn vương phi của mình tại sao lại lừa hắn ta trở nên xấu xí. Nữ chính thấy tên này não có vấn đề rồi liền xô hắn ta ra. Cô giải thích sở dĩ che giấu vì muốn điều tra người đã hạ độc cô ấy, thế nên phải giả vờ như đang bị trúng độc. Và đó cũng là lý do tại sao cô ấy đến sòng bạc để tìm manh mối. Vương gia nghe xong quả thật đã tin tưởng, nhưng hắn chất vấn tại sao trước đây cô ấy giấu hắn, nay lại đồng ý nói ra sự thật. Thẩm Thanh Ninh bảo rằng biểu hiện gần đây của hắn ta rất đáng khen ngợi, thế là cô nàng quyết định tin tưởng hắn ta. Nữ chính chất vấn ngược lại, việc cô ấy giả bộ xấu xí thì liên quan gì đến hắn, chẳng lẽ khiến cho hắn ta đẹp trai hơn à? Sở Cảnh Thần chỉ buông lại một câu, nếu hắn ta buông bỏ cảnh giác thì đã sớm chết từ lâu rồi. Nửa đêm Sở Hằng tìm đến vương phủ, hắn nghe đồn rằng chị dâu của mình đã khôi phục dung mạo, thế nên muốn chiêm ngưỡng trông như thế nào. Vương gia không muốn để hai người gặp mặt mà nói chuyện qua loa. Sở Hằng thấy vương gia bảo vệ Thẩm Thanh Ninh thì tỏ ra khó chịu, hắn ta cho rằng vương phi là một phụ nữ độc ác đang cố lừa dối mà thôi. Sở Hằng tức tối không làm gì được, thế là hắn ta choáng váng mà đau hết cả đầu. Nữ chính bên này cũng vừa khéo đi ngang qua, đang muốn làm ngơ thì hệ thống lại công bố nhiệm vụ. Hết cách, nữ chính đành phải che mặt rồi trị chứng đau đầu cho tên Sở Hằng. Gã họ Sở này bắt đầu mê đắm đôi mắt của cô nàng, đang muốn hỏi thăm thì nữ chính rời đi, chỉ nhặt được một tấm khăn rơi lại. Thế là sáng hôm sau hắn tìm đến chỗ Sở Cảnh Thần để hỏi thăm, nhưng tên này miêu tả mơ hồ chẳng ai hiểu nổi. Đồng Ngọc mờ từ đằng xa chứng kiến tất cả, cô nàng giả vờ như mình là chủ nhân của chiếc khăn để đánh lừa Sở Hằng. Cô em quả thật rất cay cú, tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều đến với Thẩm Thanh Ninh một cách dễ dàng? Hỷ Nhi bên cạnh liền hiến kế cho chủ nhân, cô nha hoàn bảo rằng vừa mới sưu tầm thứ thuốc thần kỳ, nó có thể khiến cho con người ta bối rối trong khoảnh khắc, rất khó nhận ra bị trúng dược. Thế là Đồng Ngọc mờ giả bệnh để dụ dỗ vương gia tiến đến, chỉ là Sở Cảnh Thần bởi vì không hề yêu cô em nên dễ dàng thoát khỏi mê hoặc. Hắn ta vội rời đi ra ngoài, vô tình nghe thấy giọng của vương phi nghe rất kinh khủng. Hóa ra nữ chính đang ở trong phòng tự sướng với cái gối, đúng là ngượng không có lỗ để chui. Nữ chính chợt nhận ra vương gia đêm nay có chút kỳ quái liền bắt chẹt hắn ta. Sở Cảnh Thần cũng học khôn mà lấy cớ, bảo rằng chân gối của hắn đã bị bẩn nên muốn ở lại đây qua đêm. Nữ chính tất nhiên là từ chối, yêu cầu hắn ta tới phòng của Đồng Ngọc Mờ. Vương gia tỏ ra tức giận, tại sao lại lôi Đồng Ngọc Mờ vào đây? Hai người bật chế độ đấu võ mồm với nhau nước miếng đầy mặt. Gã vương gia giải thích rằng hắn ta không hề thích Đồng Ngọc Mờ, sở dĩ cưới cô ta là vì trả nợ ân cứu mạng trước đây. Bởi vì cô ấy mang thân phận tiện tịch, thế nên kết hôn là cách nhanh nhất giúp cô ấy thoát khỏi thân phận tiện tịch. Nữ chính chất vấn vương gia tại sao hắn ta không sớm nói cho cô ấy biết. Sở Cảnh Thần bảo rằng trước đây hắn ta chẳng hề tin tưởng cô. Nghe đến đây khiến cho nữ chính tức giận muốn khóc, chỉ vì sự thiếu tin tưởng này đã khiến cho nguyên chủ cảm thấy bị ghét bỏ và chết đi. Cô vội đuổi vương gia ra ngoài, không muốn hắn ở đây thêm phút giây nào nữa. Đồng Ngọc mờ tỏ ra tức tối vì vẫn thất bại, hơn nữa cô ta e sợ bí mật năm đó bị tiết lộ. Vừa khéo cô em nhìn thấy Sở Hằng xuất hiện, thế là giả bộ khóc lóc, mục đích là để Sở Hằng hiểu lầm vương phi đã ép vương gia xếp hình. Sở Hằng nghe xong mà tức giận, hắn ta muốn tìm vương phi để nói cho ra nhẽ. Hắn ta ác cảm cho rằng nữ chính là một phụ nữ hèn hạ bất chấp thủ đoạn dụ dỗ đàn ông. Nữ chính cũng rất vui vẻ yêu cầu hắn ta đưa ra chứng cứ chứng minh cô ấy hèn hạ. Tên này quả thật cứng họng, hắn nói nhảm rằng nhìn mặt cô em là thấy hèn hạ rồi. Hai bên đấu võ mồm với nhau rất là lợi hại, Sở Hằng có vẻ thua cuộc muốn đánh người. Vương gia kịp thời có mặt đứng ra cản lại. Hai bên lại đấu võ mồm dưới sự chứng kiến của Sở Cảnh Thần. Nữ chính liền chỉ trích Sở Hằng ngu ngốc, nhờ ơn của hắn mà bọn họ suýt nữa bị ám sát trước cửa sòng bạc. Sở Hằng sau khi biết được sự ngu ngốc của mình khiến Tam Ca gặp nguy hiểm, thế là hắn ta buồn bã rời đi. Vương gia cảm thấy vui vẻ vì nghĩ rằng Thẩm Thanh Ninh đang lo lắng cho mình. Thế nhưng cô em tái khẳng định là không hề nhé, cô ta chỉ không muốn phải làm nhiệm vụ cứu người mà thôi. Sở Cảnh Thần dạo gần đây bị vương phi ám ảnh, đến nỗi viết thư pháp cũng viết ba chữ Thẩm Thanh Ninh. Gã hộ vệ nhắc khéo đây là biểu hiện của tình yêu. Vương gia còn chưa kịp nhấm nháp chữ yêu thì bất ngờ nhận được tin hoàng cung triệu kiến vương phi. Hóa ra lão hoàng đế bị đau lưng, thái y thì toàn là lắc đầu bó tay, thế nên muốn nhờ vương phi liên lạc với đại phu Hạ Lan giúp đỡ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ trị bệnh đau lưng cho hoàng đế. Nữ chính liền tự đề cử, cô nàng tự nhân biết chút y thuật nên có thể chữa trị cho hoàng đế. Gã thái y bên cạnh nặt nộ to gan, hắn ta chụp mũ vương phi chỉ là nữ nhi, biết gì mà chữa bệnh. Hoàng hậu liền chụp mũ nữ chính đang cố tình câu kéo thời gian, thế là ra lệnh lôi ra ngoài đánh 30 hẻo. Sở Cảnh Thần vội đứng ra nói giúp cho vương phi của mình. Thế nhưng bà thái hậu ỷ mình thế lớn nên vẫn cứ phạt đánh cho bằng được. Nữ chính lấy lui làm tiến,
cô em đồng ý chịu phạt, nhưng đề nghị muốn được chữa bệnh cho hoàng đế. Tất nhiên gã thái y vẫn cứ tiếp tục ngăn cản, hắn ta sợ nữ chính có thể chữa khỏi. Thẩm Thanh Ninh không nói nhiều mà trực tiếp cầu xin hoàng đế hãy để cô ấy chữa trị. Lão hoàng đế vì quá đau nên cũng đồng ý muốn thử, mặc kệ đám người bên cạnh cứ sằm ngôn. Nữ chính nhà ta cũng rất mát tay, châm vài cây kim đã khiến cho lão hoàng đế hết đau. Lý thái y tất nhiên là xấu hổ đến lúng túng cả tay chân. Nữ chính vạch trần sự yếu kém của ông ta, điều này khiến cho lão thái y quê quá nhưng chẳng thể nói được gì. Lão hoàng đế lúc này đứng giữa xử lý, mặc dù Thẩm Thanh Ninh có công cứu trị, thế nhưng lúc nãy đã dám cãi lời hoàng hậu. Thế nên ông ta phạt Vương Phi ngày mai đến thái y viện giảng bài cho đám thái y nghe học. Hoàng hậu nghe xong liền tỏ ra tức giận, phạt kiểu gì mà giống như thường thế kia. Hai người sau đó vui vẻ ra ngoài, nữ chính vô tình va phải cung nữ, nhờ đó mà nhìn thấy ngọc bội trên người cô ta. Buổi tối vương gia có chút lo lắng mà tìm đến chỗ Vương Phi của mình để dặn dò. Nữ chính bảo rằng cứ yên tâm, chỉ có cô ấy ức hiếp người khác chứ nào có ai làm được gì cô ấy. Vừa mới nổ xong, cô em vấp chân suýt chút nữa ngã sấp mặt. Vương Phi có chút bối rối cảm ơn rồi chạy về. Ở Hoàng Cung, cặp mẹ con Hoàng hậu rất cay vì gần đây liên tục thất bại. Sở Lăng cam đoan với mẫu hậu, thề là lần này sẽ chinh phục Thẩm Thanh Ninh. Sáng sớm nữ chính đã có mặt ở Thái Y Viện, tất nhiên một đám lão già tỏ ra khinh thường khi có một cô gái dám dạy bọn họ. Hai bên không ai phục ai, nữ chính đề nghị bọn họ nên tổ chức cuộc thi đấu để phân thắng bại, người thua thì cụp cái đuôi lại. Sở Lăng lén lút nghe được mà nở nụ cười đắc ý. Ở bên khác, lão hoàng đế dạo gần đây gặp khó vì dân chúng bạo loạn khắp nơi. Vương gia bèn hiến kế, hắn ta đề nghị thay đổi cách thức thu thuế, phân thành các giai cấp và chủ yếu đánh thuế tư bản nhằm giảm áp lực cho nông dân. Hoàng đế nghe xong cũng cảm thấy mới lạ và khen hay. Vương gia xin phép được đi thăm vợ mình ở Thái Y Viện. Lão hoàng đế cũng thấy lạ, trước đây chẳng phải rất ghét mối hôn sự này hay sao? Ở Thái Y Viện, nữ chính dễ dàng đoán ra được các dược liệu do đối phương bày ra. Cô em lấy ra một ngọn cỏ hoang dại nào đó, nổ rằng nó là dược liệu hiếm có khó tìm. Lý Thái Y nhăn mặt, lão ta quả thật chẳng biết đây là gì, thế là chơi trò câu kéo thời gian. Nữ chính ném cọng cỏ xuống đất rồi ra sức giày xéo khiến đám thái y nhìn mà đau lòng. Thẩm Thanh Ninh chửi đổng sự ngu ngốc của bọn họ, đây chẳng qua là cọng cỏ mà cô hái trong ngự hoa viên, mục đích là muốn vạch trần sự ham sĩ diện và lòng kiêu ngạo của bọn họ. Mượn cơ hội mà nữ chính dạy cho bọn họ về bài học y đức. Lần này đám thái y quả thật cam bái hạ phong, cúi người chào rất điệu nghệ. Sở Lăng đứng đợi nãy giờ, chờ nữ chính đi ra liền xông tới để thả thính. Hắn ta khoe khoang bản thân rất được hoàng đế và hoàng hậu ân sủng, cưới hắn thì một bước lên trời. Sở Cảnh Thần vô tình nhìn thấy cảnh này, hắn ta tức vừa vội, liệu chăng sắp bị cắm sừng. Nữ chính khinh thường dạng này, cái loại bố láo này ở hiện đại rất nhiều, cái gì mà nhà tao mặt phố bố tao làm to, muốn chơi trò phú nhị đại với cô là một sai lầm lớn. Thẩm Thanh Ninh cường điệu tình yêu giữa cô và vương gia là vô giá, không gì có thể so sánh được. Sở Lăng tỏ ra ghen tức, tất nhiên hắn hiểu lầm nữ chính là liệt nữ yêu chồng. Thẩm Thanh Ninh đi một lúc thì bắt gặp Sở Cảnh Thần cũng ở đây. Vương gia vội kéo cô nàng lại, hắn ta thừa nhận đã nghe thấy hết những gì cô ấy vừa nói. Hắn ta vội thề thốt từ nay về sau sẽ tin tưởng cô ấy một cách tuyệt đối, cũng mượn cơ hội mà thả thính luôn. Nữ chính có chút bối rối ngượng ngùng, cô em giải thích chỉ xem vương gia là bằng hữu, nói xong vội đánh bài chuồn. Buổi tối Thẩm Thanh Ninh ngồi đếm sao, hóa ra là đang thực hiện nhiệm vụ phải đếm đúng 1.000 ngôi sao mới xem như hoàn thành. Cô nàng oán trách cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này. Vương gia bỗng xuất hiện hỏi Vương Phi đang làm trò gì thế, nữ chính thì ngáp ngắn ngáp dài, đếm sao nguyên đêm cũng mệt lắm chứ bộ. Đồng Ngọc Mờ vừa khéo đi ngang qua nhìn thấy cảnh hai người tình tứ ngồi bên nhau. Thế là sáng sớm cô em trà xanh xuất hiện cảnh cáo, yêu cầu Thẩm Thanh Ninh phải rời khỏi vương gia. Nữ chính cười khẩy khinh thường, cô nàng bảo rằng bọn họ là tình bạn trong sáng, bớt có rèm pha đi. Đồng Ngọc Mờ bỗng dưng xông tới với một con dao, may mà nữ chính kịp phản ứng bẻ tay đối phương. Đồng Nguyệt Mờ vừa khéo nhìn thấy hai vị vương gia đi ngang, cô em quyết đoán mà tự rạch tay chảy máu, sau đó thì khóc lóc thảm thương. Quả nhiên hai vương gia nghe tiếng hét vội chạy lại, với vài câu sàm ngôn của trà xanh đã khiến cho Sở Hằng lo lắng đứng ra chụp mũ Thẩm Thanh Ninh. Nữ chính chửi hắn ta là ngốc bức mù mắt chó mới nghe lời một phía. Thấy tên này hung hăng càn quấy, nữ chính điểm huyệt khiến cho hắn ta co giật rút tay về. Thẩm Thanh Ninh quả thật vô cùng ức chế, vừa nhìn thấy vương gia liền muốn chửi đồng lên. Hóa ra vương gia đến đây chỉ để giải thích hắn tin tưởng cô ấy. Gã vương gia này cũng khờ, cơ hội ngàn năm có một mà chỉ dám sờ mặt mũi con nhà người ta rồi rời đi. Sáng hôm sau, bỗng nhiên có đám quân lính xông vào bắt Thẩm Thanh Ninh. Hóa ra Sở Hằng và Đồng Ngọc Mờ tìm đến chỗ hoàng hậu để sàm tấu.
Nữ chính bình tĩnh mà tự biện hộ, cô nàng chất vấn Sở Hằng có tận mắt nhìn thấy hay không. Sở Hằng lúc này học khôn chất vấn ngược lại, hỏi Thẩm Thanh Ninh có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội. Nữ chính cắt nghĩa rằng nếu cô ấy tấn công thì vết thương sẽ bị cong chứ không thẳng. Cô nàng yêu cầu phải kiểm chứng vết thương trên người đối phương. Quả nhiên có một vết rạch thẳng tắp trên lòng bàn tay khiến cho Sở Hằng bối rối. Đồng Ngọc mờ líu díu giải thích, cô cho rằng bởi vì cô ấy phản ứng chậm nên vết thương mới thẳng. Thế nhưng nữ chính bắt bẻ, ngày hôm qua cô ta lại khai khác so với hôm nay. Sở Hằng lúc này cũng đã biết mình bị lừa, tội nghiệp Đồng Ngọc mờ, vẫn còn non và xanh lắm nên bị nữ chính dắt mũi không đánh tự khai. Chỉ là hoàng hậu lúc này chơi trò bẻ lái, bà ta lại nói sang vụ khác, bảo rằng ngày hôm qua Thẩm Thanh Ninh đã gây tổn thương cho hoàng tử, thế nên ra lệnh cho người lôi ra ngoài phạt 50 trượng. Sở Hằng nghe xong cũng phát hoảng, hắn ta vội nói giúp vì đây chẳng khác nào là giết người trá hình. Nữ chính cũng tức điên lên mà chửi Đồng hoàng hậu ỷ thế hiếp người. May là Sở Cảnh Thần đã có mặt, lần này hắn ta bá đạo hét lớn ai dám. Hoàng hậu tranh chua muốn cậy già lên mặt để ép đám hoàng tử. May mà cuối cùng lão hoàng đế đã lên tiếng, lão ta tất nhiên muốn qua loa vụ này, chuyện chẳng ra làm sao mà cũng nhặng xị hết cả lên. Hoàng hậu lấy cớ mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng Sở Cảnh Thần cản lại, yêu cầu hoàng hậu phải xin lỗi vương phi của mình. Hoàng hậu tất nhiên la hét dọa dẫm, lại còn dám yêu cầu bà ta xin lỗi. Vương gia mượn thế, chất vấn hoàng hậu chẳng lẽ còn lớn hơn cả hoàng đế. Hoàng thượng cũng thấy khó xử, thế là buộc hoàng hậu phải làm gương cho mẫu mực. Tội nghiệp bà hoàng hậu, lần đầu tiên bị bắt xin lỗi thế nó mới đau. Sở Cảnh Thần lôi Đồng Ngọc mời trở về nhà nhốt lại, hắn ta tuyên bố ngày mốt sẽ đuổi cô ấy rời khỏi vương phủ. Cô em vẫn còn bám víu việc mình có ơn cứu mạng vương gia, tự cho rằng bản thân vẫn còn cơ hội lật bàn. Vương gia lúc này tìm đến chỗ vương phi của mình, nữ chính đang kê đơn thuốc cho Sở Hằng, có vẻ như cô em cũng không ghét em chồng này cho lắm. Vương gia ngại ngùng kể công, bảo rằng ngày mốt sẽ đuổi trà xanh rời đi, sẽ không ai làm phiền bọn họ. Chỉ là nữ chính nhà ta không hiểu yêu đương cho lắm, vội rời đi cắt ngang quá trình thả thính của con nhà người ta luôn. Sở Hằng trong lúc nói chuyện với Tiểu Vân thì vô tình phát hiện chiếc khăn tay, hỏi ra mới biết người cứu mình tối hôm nọ lại chính là Thẩm Thanh Ninh. Sở Hằng lúc này cũng bối rối muốn tìm cách trục tội, hắn ta sợ bị mất điểm trong mắt người đẹp. Sở Hằng vội giải thích vụ hiểu lầm hôm nọ, tưởng nhầm Đồng Ngọc mờ là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa người đã mách lẻo với hoàng đế không phải là hắn ta, lúc được mời tới thì hắn đã thấy Đồng Ngọc mờ đứng sẵn ở đó. Nữ chính bắt đầu nghi ngờ, tại sao một cô em trà xanh lại có thể diện kiến được hoàng hậu, chắc chắn là có vấn đề. Thấy vương gia mất tập trung, gã hộ vệ nhắc khéo khuyên chủ tử của mình nếu nhớ người đẹp thì cứ đi thăm, cần gì phải kìm nén. Vương gia cứng miệng bảo rằng ai mà thèm nhớ nhung, chỉ là cây bút đang cầm ngược đã bán đứng hắn ta. Rõ ràng là vương gia đang ghen khi vương phi thăm khám bệnh cho Sở Hằng. Gã hộ vệ hù dọa, nói cái gì mà vương phi hiện tại xinh đẹp như vậy sẽ có lắm người tỏ tình. Vương gia sợ xanh mặt mà lấy cớ muốn đi dạo, có ai phản đối không? Cơ mà vương gia vừa mới xuất hiện thì vô tình nghe thấy nữ chính khẳng định không hề yêu đương gì cả, chỉ xem Sở Cảnh Thần là bằng hữu mà thôi. Sở Hằng nghe xong mà hớn hở, hắn tự cho là bản thân vẫn còn cơ hội. Vương gia mang mặt mâm trở về khiến gã hộ vệ khó hiểu. Sở Cảnh Thần đau lòng mà ôm trái tim của mình, hắn ta quả thật vừa mới thất tình. Gã hộ vệ không cho là vậy, đây là biểu hiện của tình yêu, khuyến khích vương gia nên tấn công vương phi dồn dập. Một thuộc hạ đến thông báo, bọn họ đã bắt được sát thủ ở trước sòng bạc hôm nọ. Theo như lời của gã này thì có hơn 200 sát thủ, bọn họ được Sở Lang cứu ra từ nhà tù và đào tạo bài bản, hoạt động rất bí mật và cứ điểm thay đổi liên tục. Ở bên khác, Hỷ Nhi lén lút tìm đến Đồng Ngọc Mờ, cô em nha hoàn đưa một gói thuốc độc vô sinh cho cô em trà xanh. Phải dùng khổ nhục kế thì mới may ra có thể ở lại vương phủ. Lúc Thẩm Thanh Ninh xuất hiện thì vô tình phát hiện chiếc ngọc bội của Hỷ Nhi trông rất giống cung nữ bên người hoàng hậu. Nữ chính cũng tốt bụng mà kiểm tra chữa trị, có vẻ như tổn hại quá nặng khiến cho Đồng Ngọc Mờ mất khả năng sinh con. Đồng Ngọc Mờ vội kể công, cô cho rằng sở dĩ cô ấy mất khả năng sinh con vì năm xưa đã đỡ cho vương gia một kiếm, vết thương ngay ở khoang bụng nên để lại di chứng. Hai chủ tớ nhà này diễn rất đậm chất nghệ thuật khiến cho vương gia quả thật lúng túng. Mục đích của bọn họ là muốn khuếch đại cảm giác tội lỗi trong lòng vương gia. Quả thật Sở Cảnh Thần cảm thấy khó xử, nhưng hắn ta vội nắm tay Thẩm Thanh Ninh mà hứa hẹn, chỉ đối xử với Đồng Ngọc Mờ như ân nhân từng cứu mình mà thôi. Hai người đang manh nha một chút không khí lãng mạn, thế mà Tiểu Vân nỡ lòng nào hớn hở xuất hiện phá đám, thông báo có thừa tướng đến thăm. Lão cha vợ này không phải tự dưng nửa đêm mà đến chơi, lão ta điều tra được Lăng Vương đang chiêu binh mãi mã, mưu đồ lật đổ ngai vàng rất rõ ràng. Ông ta giải thích sở dĩ trước đây xin hoàng đế ban hôn cho hai người bọn họ, mục đích là muốn lôi kéo cả gia tộc họ Thẩm ủng hộ Sở Cảnh Thần. Lý do là năm xưa ông ta từng nợ ơn mẫu phi của Sở Cảnh Thần, thế nên thừa tướng muốn giúp đỡ hắn ta để đền đáp.
Lúc này Vương Gia mới nhận ra Thẩm Thanh Ninh không liên quan đến vụ ép hôn, bấy lâu nay hắn đã hiểu lầm cô. Thừa tướng cũng nói thẳng, Thẩm gia bọn họ sẽ phò tá Vương gia lên ngôi, thế nhưng nếu hắn ta quả thật không yêu thương con gái của lão, hai người có thể hòa ly trong hòa bình. Thừa tướng cũng không muốn con gái mình bị khổ sở hết phần đời còn lại. Buổi tối Vương gia nói tiếng lòng, sở dĩ trước đây hắn ta ác cảm với Vương Phi là vì nghĩ cô ấy dùng mọi thủ đoạn ép hôn, chứ thực ra không liên quan gì đến vết tàn nhang của cô ấy. Nữ chính nghe xong cũng cảm thấy an lòng, rốt cuộc đã giải quyết được vướng mắc của nguyên chủ, mặc dù cô ấy chết cũng khá là oan. Thẩm Thanh Ninh sau đó đề cập đến chủ tớ Đồng Ngọc Mờ, cô tỏ ra nghi ngờ bọn họ có vấn đề. Thế là nữ chính thì thầm kế hoạch của mình để vạch trần bộ mặt của bọn họ. Vương gia nghe xong mà hớn hở ra mặt, có vẻ như hắn ta rất thích được thì thầm. Nữ chính cũng khó hiểu, tự nhiên vui vẻ một cách lạ lùng. Hỷ Nhi mừng rỡ đến thông báo, bảo rằng Vương gia hôm nay sẽ ghé thăm, đồng thời Vương Phi cũng đã rời nhà sớm. Đồng Ngọc Mờ nghe xong mà hớn hở, hôm nay cô ta quyết phải xếp hình với Vương gia cho hắn nếm mật ngọt. Chỉ là hai chủ tớ đợi tới tận nửa đêm mà chẳng thấy ai, Vương gia lấy cớ là bận việc chút nữa sẽ qua. Có chút mệt mỏi nên Đồng Ngọc Mờ quyết định chợp mắt một lúc. Hỷ Nhi đang có ý định kiểm tra thì bất ngờ bị bắt cóc. Sau đó một người lạ mặt xuất hiện bên giường, bàn tay cứ như thế thò vào bụng của Đồng Ngọc Mờ. Cô em trà xanh cho rằng đây chính là Vương gia nên cười hí hí. Chỉ là sau đó giọng nói của Vương Phi lại vang lên, hóa ra nữ chính muốn kiểm tra vết sẹo trên bụng của Đồng Ngọc Mờ, mục đích chứng minh vết thương không hề tổn thương tử cung. Đồng Ngọc Mờ bị vạch trần lời nói dối, cô em quyết định chơi trò giết người diệt khẩu. Chỉ là Vương gia vốn dĩ đã đợi sẵn từ lâu mà bắt ngay tại trận. Tội nghiệp Đồng Ngọc Mờ, bị gài bẫy từ đầu tới cuối mà không có cơ hội lật bàn. Đã vậy còn bị Vương gia khẳng định, cho dù phụ nữ trên thế giới này chết hết, hắn ta cũng quyết sẽ không yêu cô ta. Nữ chính lại phán thêm một câu rất thấm, tự làm tổn thương chính mình còn đòi người khác yêu thương, trên đời này không có chuyện đó đâu. Hỷ Nhi bên này vẫn còn rất cứng đầu, thế nhưng Thẩm Thanh Ninh liền nói dóc rằng Đồng Ngọc Mờ đã khai toàn bộ sự thật. Hỷ Nhi nhẹ dạ cả tin, tưởng là đã bị bán đứng nên cũng khai ra toàn bộ. Cô ta chính là gián điệp do Hoàng hậu gửi tới, mục đích là muốn phá hoại hôn ước giữa hai người, đồng thời tìm cách hạ độc giết chết Vương Phi. Điều đó có nghĩa là nguyên chủ đã chết dưới tay Hoàng hậu, nhờ thế mà nữ chính mới được xuyên không. Hóa ra vụ ám sát năm xưa là do Đồng Ngọc Mờ và Hoàng hậu sắp xếp, mục đích là khiến cho Vương gia nợ ân cứu mạng của bọn họ. Sở Cảnh Thần nghe xong mà nóng máu, hắn ta bị dắt mũi bấy lâu nay bảo sao không tức. Nữ chính vội ngăn cản Vương gia đừng giận quá làm liều mà giết mất con tin. Hỷ Nhi bắt đầu nghi ngờ, tại sao bọn họ lại ngạc nhiên khi nghe tin tức này. Nữ chính bảo rằng lúc này là cô ấy đã lừa Hỷ Nhi, Đồng Ngọc Mờ thật ra chẳng khai gì cả. Sở dĩ mà Hỷ Nhi bị lộ chính là do ngọc bội trên người cô ấy, bởi vì nó đặc trưng cho cung nữ bên cạnh Hoàng hậu. Tội nghiệp Hỷ Nhi, trăm tính ngàn tính lại vì một sai lầm vớ vẩn mà hủy luôn bàn cờ. Thẩm Thanh Ninh liền nhớ tới ông chủ sòng bạc, lúc đó ông ta bảo rằng người mua thuốc độc là đàn ông, trong khi Hỷ Nhi lại là đàn bà con gái, điều đó chứng tỏ lão ta đã nói dối. Ông chủ sòng bạc lúc này còn chưa biết tai họa sắp ập tới, còn vui vẻ chỉ đạo thuộc hạ chuẩn bị mưu phản. Chẳng mấy chốc mà Vương gia xông vào hốt gọn cả ổ không chút tốn công phu. Vương gia rất ư là bá đạo, một câu hỏi một mạng người, bọn này ban đầu còn cứng mồm nhưng sau đó thì phát hỏa. Tội nghiệp ông chủ sòng bạc, cũng có gì đâu mà phải tra hỏi, rõ ràng là Vương gia đã biết toàn bộ. Sở Lăng vô cùng tức giận khi biết cứ điểm sòng bạc của mình đã bị chiếm giữ, hắn ta thề nhất định phải ăn miếng trả miếng. Sở Cảnh Thần có chút sầu khổ mà uống rượu đêm khuya. Nữ chính cũng lân la tiến lại hỏi thăm sao lại buồn nữa rồi. Vương gia cảm thấy rất khó hiểu, Sở Lăng được hoàng đế và hoàng hậu yêu ái, thế mà hắn ta vẫn luôn tìm cách ám hại huynh đệ. Năm xưa mẫu phi của hắn từng bị hoàng hậu vu oan tội ngoại tình, bị ép uống thuốc độc tự sát. Kể từ đó Vương gia luôn tỏ ra nghi ngờ kẻ khác, đó là lý do tại sao trước đây hắn ác cảm với hôn nhân bị ép buộc. Nữ chính có chút nhẹ dạ an ủi, nói cái gì mà dù thế giới này có bỏ rơi hắn, cô nàng cũng sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ, nhẹ xiến sẩm muốn ép ra nước. Thế cho nên hệ thống lại ban nhiệm vụ mới, hôn Sở Cảnh Thần để an ủi. Nữ chính bỗng nhăn mặt, con nhà người ta đang buồn rười rượi, tự nhiên xông lên hôn chụt chụt có bị xem là biến thái không nhỉ? Cô nàng cũng bất chấp mà vội chụp một cái, chơi xong ra mới là vương đạo. Vương gia vội kéo tay cô nàng lại, hỏi chơi gì kỳ thế, hôn con người ta xong rồi chạy là sao? Nữ chính vội giải thích vừa rồi không cẩn thận ấy mà hi hi. Thấy gã đàn ông này cứ dây dưa mãi, chẳng lẽ lại giận dỗi chỉ vì một nụ hôn? Vương gia quả thật tức điên, hắn ta cuối cùng nhịn không được mà tỏ tình luôn, anh thích em. Nữ chính quả thật bối rối quyết tâm trở về phòng, cô em phân vân rồi đó, yêu đương thì cũng được nhưng mà cô ấy còn phải trở về trái đất. Vừa mới ra tới cửa thì cô nàng lại gặp Vương gia đứng đợi sẵn ở đó.
Sở Cảnh Thần vừa đi vừa tự hỏi, nếu Vương Phi không thích mình thì tại sao lại hôn hắn ta? Nữ chính cứng họng, quả thật hành động của cô ấy rất kỳ lạ trong mắt người khác. May mà Tiểu Vân xuất hiện thông báo Sở Hằng ghé thăm, nữ chính có cớ mà rời đi. Vương gia cũng kè kè đi theo, rõ ràng là tên Sở Hằng này đang giả bệnh để thăm người đẹp. Thấy nữ chính có ý định kiểm tra lưỡi này nọ, Vương gia vội kéo cô em lại yêu cầu cũng muốn khám. Chẳng lẽ Vương gia cũng mắc bệnh, nữ chính tất nhiên biết rõ tên này chẳng qua là ghen tuông mà thôi. Sở Hằng chợt nhắc tới sự kiện ngày mai, bảo rằng Hoàng hậu đột nhiên mời một đạo sĩ nào đó trong buổi tế lễ. Vương gia có chút lo sợ Vương Phi của mình thích Sở Hằng nên dò thăm. Tất nhiên nữ chính nhà ta không yêu đương não tàn rồi. Hai người sau đó đề cập vụ tế lễ ngày mai, rõ ràng là có mùi âm mưu trong đó. Quả nhiên là một gã đạo sĩ thúi thích làm màu, nhảy múa như con khỉ sắp có quả đào, chém gió một lúc rồi ba cây nhang tự nhiên vụt tắt, sau đó hắn ta phán một câu đại họa sắp tới. Trong lúc gã đạo sĩ nhảy múa lung tung, vương gia bên này thả thính Vương Phi của mình. Gã đạo sĩ bên này nói láo, cần phải hỏa thiêu người phụ nữ sinh vào tháng 3 mới có thể giải nạn. Quả nhiên một tên quan viên chen miệng, bảo rằng Sở Vương Phi sinh vào tháng 3. Đạo sĩ thúi chỉ về phía nữ chính và tuyên bố cô nàng là sao chổi. Hoàng hậu ngay lập tức ra lệnh hành hình hỏa thiêu, bà nội này toàn cướp lời hoàng đế, có vẻ như xếp hình toàn đòi chiếu trên. Vương gia vội đứng ra ngăn cản kẻ nào dám tới. Nữ chính chỉ vào mặt gã đạo sĩ thúi chửi hắn là tên lang băm nói nhảm. Gã đạo sĩ lại to gan hơn nữa, còn dám đề nghị hoàng đế hỏa thiêu cùng lúc hai vợ chồng vương gia để giải hạn. Nữ chính dọa dẫm tên đạo sĩ, cô nàng nói chuyện huyền học, bảo rằng nhân quả đến nhanh lắm, hắn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử nếu tiếp tục làm việc ác. Gã đạo sĩ thúi nhảy đồng lên khuyên hoàng đế nên sớm giải quyết sao chổi. Hai bên lại tiếp tục giằng co bằng nước miếng, vương gia đập mấy tên vớ vẩn rồi tuyên bố cấm ai dám động tới vương phi của mình. Hoàng hậu nhảy đồng lên gièm pha với hoàng đế để gây áp lực. Lão hoàng đế vì tham sống nên có ý định tin theo lời đạo sĩ thúi. Thừa tướng vội đứng ra ngăn cản mà quỳ xuống đòi sống đòi chết bảo vệ con gái. Sở Hằng cũng cầu xin phụ hoàng chớ nghe lời sàm ngôn. Hoàng đế tức giận, thật không ngờ lại có nhiều kẻ dám phản đối lão ta. Vương gia ra dấu cứ an tâm, chỉ cần có hắn ở đây sẽ chẳng ai có thể động được vào Vương Phi. Nữ chính tuyên bố chỉ cần đếm tới 3, thần linh sẽ giáng hình phạt xuống tên đạo sĩ thúi. Tất nhiên gã đạo sĩ không hề sợ hãi, hắn ta gân cổ lên thách thức. Chỉ là sau 3 giây, quả nhiên tên này ngã sụp rồi hộc máu ngay tại chỗ. Lý Thái Y vội đến kiểm tra nhưng sau đó lắc đầu bó tay không hiểu chuyện gì. Lão đạo sĩ vì quá đau đớn nên vội quỳ lại cầu xin Vương Phi. Nữ chính hù dọa, chỉ khi lão ta khai ra sự thật thì thần linh mới có thể tha tội. Đạo sĩ thúi đang có ý định thú nhận thì bất ngờ bị cấm quân ám sát, tên cận vệ này cũng cắn thuốc độc tự sát ngay tại chỗ. Hoàng hậu lại láo lều lên tiếng, bà ta nghĩ rằng một tay có thể che trời, còn dám ra lệnh cho thuộc hạ bắt vợ chồng Sở Vương đem thiêu đốt. Nữ chính tuyên bố rằng mình vẫn còn có cách để chứng minh đạo sĩ nói dối. Hoàng hậu tự tin người chết không đối chứng nên không hề sợ hãi. Nữ chính xin phép hoàng đế được giải thích trò ảo thuật của gã đạo sĩ thúi lúc nãy. Cô nàng lấy ra 3 cây nhang đưa đến trước mặt hoàng thượng, đề nghị lão ta chỉ định vị trí cây nhang sẽ bị rừng cháy. Tiếp đó nữ chính lấy nước vạch ngang 3 cây nhang. Khi đốm lửa chạm đến vạch nước, nó tự động tắt như bị cắt đứt. Đám người nhìn thấy trò ảo thuật này quá đơn giản, vậy mà ai ai cũng bị dắt mũi thế nó mới ghê. Thừa tướng vội đứng ra đòi lại công bằng cho con gái và vương gia, rõ ràng là có người muốn lên kế hoạch hãm hại người của hoàng tộc. Vương gia bỗng dưng tuyên bố kẻ chủ mưu, đó chính là hoàng hậu và Sở Lăng. Nói có sách mách có chứng, vương gia cho gọi đám tay sai của hai người lên đối chất. Thậm chí Sở Cảnh Thần còn vạch trần tội mưu phản của Sở Lăng, bởi vì đám quân đội bí mật của hắn ta đang ở bên ngoài bao vây hoàng cung. Lão hoàng đế lúc này không tin cũng phải tin, bởi vì chứng cứ quá đầy đủ. Tội nghiệp hoàng hậu, từ nay về sau hết được láo lều nữa rồi. Sự phản bội của Sở Lăng khiến hoàng đế hoang mang, lão ta luôn yêu thương Sở Lăng nhất, vậy mà lại bị chính người mình tin tưởng phản bội. Trong tiệc hội chúc mừng, vương gia nhìn thấy vương phi của mình lén lút rời đi. Hóa ra cô em đang say xỉn ngồi cờ hó một mình. Nhìn thấy vương gia xuất hiện, cô em bắt đầu nhõng nhẽo nói ra bí mật. Tự nhận mình là Thẩm Thanh Ninh, nhưng không phải Thẩm Thanh Ninh, hỏi hắn ta rốt cuộc là yêu Thẩm Thanh Ninh nào. Vương gia mặc dù không hiểu lắm, nhưng hắn ta dám khẳng định bản thân yêu người con gái trước mặt. Nữ chính không chút do dự mà hôn hắn một cái chụt. Vương gia nở nụ cười hạnh phúc, nữ chính cũng buộc miệng mà tỏ tình cô thích hắn. Vương gia nghe mà sướng rên, thế là bế cô em trở về phòng ngay và luôn. Sáng sớm khi Thẩm Thanh Ninh thức dậy liền nhớ tới chuyện đêm qua, cô em cảm thấy xấu hổ vì lần này hôn trộm con nhà người ta nhưng không phải do nhiệm vụ. Đã vậy lúc ra ngoài còn đụng mặt vương gia nữa chứ. Sở Cảnh Thần bắt cô em phải chịu trách nhiệm với mình, ai bảo hổm giờ hôn hắn ta tới tấp.
lần này Vương gia chủ động yêu cầu được hun, đã vậy còn đòi hun một lần hai cái. Tội nghiệp Sở Hằng, tự nhiên bị dính cơm chó một cách khó hiểu, hắn ta chất vấn chẳng phải cả hai sắp ly hôn hay sao? Bất ngờ thuộc hạ hoảng hốt xông tới thông báo, hoàng đế lâm trọng bệnh, Sở Lăng nhân cơ hội trốn ngục. Sau khi kiểm tra, Thẩm Thanh Ninh phát hiện hoàng đế bị trúng độc, nghi ngờ là do hoàng hậu gây ra. Nữ chính đang lang thang trong hậu hoa viên thì bất ngờ bị bắt cóc. Hóa ra là do tên Sở Lăng điên cuồng muốn trả thù, hắn hiện tại đã mất hết tất cả, thế nên cũng muốn Sở Cảnh Thần chịu đau khổ giống hắn, mất đi người yêu quý nhất bên người. Chẳng mấy chốc mà Vương gia đã có mặt, Sở Lăng yêu cầu Vương gia một mình ở lại nếu không sẽ giết Vương Phi. Sở Cảnh Thần chơi ngông mà đồng ý ở lại solo chơi khô máu với đám sát thủ. Thẩm Thanh Ninh vội đặt mua một cây dao, tranh thủ mà đâm Sở Lăng một nhát rồi chạy thoát. Hai người sau đó vội trốn vào rừng để tìm chỗ dưỡng thương, nữ chính cũng không ngại mà sử dụng cửa hàng mua sắm trước mặt Vương gia. Lần này Thẩm Thanh Ninh quyết định tiết lộ về hệ thống nhiệm vụ của mình. Vương gia chất vấn có phải hệ thống đã bắt Vương Phi phải yêu hắn. Nữ chính lắc đầu nguầy nguậy, khẳng định rằng cô tự nguyện thích hắn ta. Vương gia nghe xong liền an tâm trở lại, miễn hai người yêu nhau thì sao cũng được. Sáng sớm hôm sau, đám người của Sở Lăng đã truy tìm đến nơi. Vương gia, dù đang mang thương tích nặng, vẫn cố gắng chống trả lại lũ sát thủ. Mặc dù có thể cầm cự đến khi thuộc hạ xuất hiện, nhưng lần này, vết thương chúng độc khiến cho Vương gia kiệt sức và gục ngã. Sở Lăng cười ha hả đắc ý, với hắn ta mà nói thì chỉ cần kéo Sở Cảnh Thần chết cùng là đã thỏa mãn. Sở dĩ hắn ta làm vậy vì tin rằng Sở Cảnh Thần chính là kẻ đã đầu độc mẫu phi của mình đến chết. Thẩm Thanh Ninh không kìm được mà chỉ mắng Sở Lăng là óc bò. Hung thủ thực sự sát hại mẫu phi của hắn ta chính là hoàng hậu. Tên này quá ngu nên mới bị hoàng hậu lợi dụng rất mũi bấy lâu nay. Sở Lăng nghe xong mà điếng người, hắn ta la hét đòi phải giết hoàng hậu cho bằng được. Nữ chính đã mời Hạ Lan xuất hiện để kiểm tra, ông ta cũng lắc đầu bó tay, bảo rằng có một loại thảo dược có thể truyền độc từ người này sang người khác. Chỉ là trên đời làm gì có ai tự nguyện đi làm chuyện này cơ chứ. Hơn nữa loại hoán hồn thảo này chỉ là lời đồn trong truyền thuyết, chưa ai nhìn thấy nó trên đời. Nữ chính vội gọi hệ thống ra để hoán đổi, cơ mà cái giá để mua hoán hồn thảo là toàn bộ số điểm tích lũy của cô ấy. Thẩm Thanh Ninh vì yêu mà trở nên ngu người, cô nàng quyết định hy sinh, dùng hoán hồn thảo để cứu trị cho Vương gia. Sở Cảnh Thần khóc lóc cầu xin Vương Phi đừng rời bỏ hắn. Thế nhưng chuyện này không phải do hắn muốn là được. Mới đó mà 2 năm đã trôi qua, thuộc hạ xuất hiện báo cáo có tin tức về Thẩm Thanh Ninh. Sở Cảnh Thần không nói hai lời mà mặc long bào xuống phố tìm người như thằng điên. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên, Sở Cảnh Thần không nói hai lời mà xông tới ôm con người ta giữa phố. Hóa ra 2 năm này cô em lang thang khắp nơi để trị bệnh độc trên người. Sở Cảnh Thần thì tham lam ôm chặt lấy người đẹp, hắn ta sợ chỉ nhẹ buông tay khiến cho cô ấy rời đi lần nữa. Sở Cảnh Thần tuyên bố Thẩm Thanh Ninh chính là hoàng hậu duy nhất trong lòng hắn. Nữ chính nghe xong mà sáng cả hai mắt, vội thúc giục trở về hoàng cung để hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở dị giới. Hoàng đế vui vẻ rủ cô vợ về nhà làm nhiệm vụ đếm sao trời. Hai người nhí nhảnh mà chạy đùa trên phố đông người, phát cơm chó ngập cả đường đi.